ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Celeset. Hôm nay có một cái nhân vật rất là đặc biệt giới thiệu mọi người, đây là anh Nguyễn Đức Duy. Anh là một trong những người anh của mình làm chung nghề, thì anh Duy cũng đã từng rất là thành công đối với dự án ngay phía sau lưng mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn Long và mọi người đi xem một căn Pool Villa tại dự án The River Thủ Thiêm. Thì như mọi người thấy, mình sẽ nhìn lên là mình thấy những căn này luôn. Đó, những tức căn là view trực diện xong luôn đúng không? Trực diện xong và trực diện qua CBD của mình. Thì đây là một trong 12 căn hiếm hoi tại dự án The River Thủ Thiêm có hồ bơi trong nhà. Được gọi là Pool Villa nha. Thì diện tích lên tới là 286 m2. Và hiện tại căn này đang bán với mức giá là 85 tỷ. 85 tỷ cho thuê với mức giá là 12.000 đô một tháng. Xin mời mọi người cùng mình và Long đi xem coi là căn này có gì đặc biệt nhé. Ok. Đó. Mời Long. Cái này là sảnh riêng luôn mà đúng không? Đây là căn Pool Villa. Thì đây là cái sảnh riêng. Thang máy sẽ tới tận nhà của mỗi cư dân. Thì cái khuôn viên này là cái khuôn viên mà giống như là ví dụ như là gia chủ vào á, thì mình cất đồ, cất áo mưa, cất giày này kia nè. Nguyên cái này là bàn giao chủ đầu tư hết luôn hả? Tất cả toàn bộ đều là bàn giao chủ đầu tư. Nhưng mà em thấy cái khúc chỗ sảnh này đẹp quá này anh. Tức là ví dụ như là ở The River hay là ở Empire City nha, có Metropole với Empire City thì có sảnh riêng, nhưng mà nó sẽ không có làm cái hệ tủ mà bự giống như vậy đâu, cho nên là như đây là để được rất nhiều đồ, và rất là tiện dụng. Với lại cái sảnh nó cũng rộng nữa, sảnh siêu rộng luôn. Dạ đúng rồi, máy riêng, sảnh riêng. Và mời Long mình xin bước vào một căn Pool Villa của dự án The River Thủ Thiêm. Wow, đây là căn Pool Villa, thì diện tích căn này lên tới 263 m. Như Long thấy nè, là có một cái tầm view trực diện vào cái bên chỗ cầu Thủ Thiêm 1 và sông Sài Gòn của mình. Trời ơi, đây là phòng khách. View đỉnh dưới ha. Rất đẹp. Xuất sắc ha. Đi ra cái chỗ Long đẹp đi ra trước cửa đi để mình trải nghiệm được là cái view của căn này nó sẽ như thế nào. Thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình cả hồ bơi. Dạ. Cái phần này là bàn giao sẵn rồi nè đúng không? Đúng rồi, chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cả hồ bơi cho mình. Dạ. Và đây là cái khuôn viên của cái lô gia, của cái ban công. Dạ. Ban công đây. Thì phía bên đây Long có thể thấy nè, bao trọn tầm nhìn là Vinhome rồi mọi thứ. Chỗ đó. Này là ngắm pháo hoa là ngay chỗ điểm bên kia luôn hả? Đúng rồi, đỉnh cao thiệt. Bên kia luôn. À. Phía bên này đây là lô 3.15 của phân khu Thủ Thiêm. Dạ. Thì theo quy hoạch của thành phố á, thì ở trước mình á là làm công viên, chứ không còn một công trình nào hết. Cho nên á, đây được hầu như là sở hữu được một cái view công viên và view sông vĩnh viễn. Đó. Đúng rồi, nói chung là The River là cái quỹ đất này là quá đẹp rồi. Nhưng mà trời ơi, mới đầu á, ví dụ như anh nói cái căn Pool Villa thì em nghĩ là nó cũng nhỏ nhỏ. Chứ em không nghĩ là nó được dài giống vậy đâu nha. Ok, cái chiều rộng thì nó cũng hơi nhỏ đi, nhưng mà nó dài á. Nó sẽ rất là dài. Và cái ở đây có một cái lợi thế là đó là khi mà lát hồi anh sẽ dẫn Long đi qua phòng ngủ á. Thì những căn phòng ngủ, những căn ví dụ bên đây đi. Thì mình sẽ có cái cửa mình mở ra là cái hồ bơi luôn. Nhìn ra cái hồ nó bơi sẽ luôn. Nó luôn là kẻ phòng khách và có phòng ngủ. Đó, thì bên kia là master bedroom. Nhưng mà công nhận cái hồ bơi đẹp thì nha mọi người. Hồ bơi này không phải là hồ bơi để làm kiển, nói chung là hồ bơi cho tụi con nít nó bơi tới bơi luôn cũng được. Hồ bơi để bua đó, bua villa đó. Em thấy có mấy cái ghế đây thì chắc chỗ này là bàn ăn đúng không? Đúng rồi em. Thì chủ nhà họ sẽ bàn giao cả cái bàn ăn cho mình. Cái bàn rất là đẹp. Mời Long vào khu vực bếp. Ok, xin mời gia chủ vào bên trong. Tâm hồn và ngọn lửa của một ngôi nhà ha. Thì cũng như bao anh nhiều nó bàn không? Anh cũng ít lắm em. Ít lắm đúng không? Là bình thường đi coi nhà là chị sẽ coi cái này đầu tiên đúng không? Đúng rồi em, nhưng mà bây giờ chị cũng ít lắm em. Chị cũng ít luôn hả? Thấy đẹp là được rồi. Ok. Thì cũng như bao dự án khác thôi, dự án The River Thủ Thiêm họ sẽ bàn giao cả hệ thống bếp cho mình. Dạ. Cái bao gồm là bàn đảo nè, hệ thống bếp, máy hút mùi, lò nướng và kể cả cái máy rửa chén nữa. Dạ. Ở đây đặc biệt được cái là đây là cái hệ thống tủ lạnh. Họ chỗ đó sẽ là tủ lạnh đúng không? Đúng rồi em. Tủ lạnh hai cửa. Hai cửa. Dạ. Rất là tinh tế. Okay, và cool. Nó sẽ tông xuyệt tông với lại cả cái hệ thống của bếp mình luôn. Dạ. Đó, rất là đẹp. Đây. Nhưng mà cái nếu như nó đúng ra nha, cái tủ lạnh này nó hơi nhỏ tí xíu so với một cái căn villa. Mình có thêm một cái hệ thống bếp khô nằm bên đây nữa. Bếp ướt chứ. Bếp ướt nằm ở trong đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy là cũng có đầy đủ. Có máy rửa chén luôn nè. Có kệ máy rửa chén, đây là hệ thống bếp ướt của mình nè. Đó, thì mình sẽ có thêm một cái tủ lạnh, một cái hệ thống chờ để mình lắp tủ lạnh nữa. Nếu mà có nhu cầu. Đây đúng không? Cái chỗ này là tức là cái này nó không bằng giao nhưng mà có thể lắp một cái tủ lạnh vào đây. Ok. Ở trong cái hệ thống bếp ướt này thì mình sẽ có cái cả cái tủ rượu nữa. Có một cái tủ rượu ở dưới. Đúng rồi.
Ok, cool. Vậy là trong đây là cũng có máy hút mùi riêng. Bếp điện này 4 khu vực nóng luôn nha mọi người, 4 khu vực nóng luôn. Cho nên là lavabo nhỏ, thoải mái để nấu nướng. Mà bên em chú Tư bàn giao kiểu mấy cái trang trí này nhìn cũng hay quá hả? Đúng rồi em. Yeah. Như em có thể thấy nè, ở đây toàn bộ là đá marble. Yeah. Và đá marble là đá marble nguyên khối, chứ không có cắt ghép, cho nên là lông mình em sờ đây nè. Đó, không có một cái vết cắt, có nghĩa là cái từ đây tới đây là một khối đá. Dạ dạ. Đó, thì cái mức độ hoàn thiện và chỉnh chu của dự án này cực kỳ cao. Đúng rồi, với cái phần khu vực mà đá ở đây là toàn bộ là với lại kiểu là nhà bếp mà có cái này để trang trí thì cũng là hay ha. Chính xác. Dạ. Bên... kiểu dễ bị lạc vô mê cung quá ha. Đúng rồi, ở đây thì nó cũng giống như là một cái nhà phố gì đó. Bên này thì là một cái toilet ở ngoài giúp việc. Tức là cái chỗ này là cái toilet sử dụng chung này đúng không? Đúng rồi, toilet chung nè. Khi mà khách tới chơi á, thì mình sẽ có thể mình xài toilet này. Ê, cái này em thích quá nè. Tức là tương tự là nó tách biệt hẳn với cái không gian của phòng khách. Đây là một trong những cái đặc quyền của cư dân Bu Villa. Có nghĩa là thí dụ như nhiều khi mình vào một căn hộ mình chơi á, cái khách họ đi toilet ra, cái họ mở cái kịch cái cửa ra, cái họ thấy nguyên cái phòng khách. Nó ngại. Nhiều khi mà mình mời bạn bè tới chơi xong rồi đang ăn uống này kia, cái họ cũng ngại, cho nên là rồi. Đây là một trong những cái đặc quyền đó, do diện tích rất là lớn cho nên là họ thể thiết kế. Nhưng mà thiết kế em thấy rất là hay luôn á. Rất tinh tế. Dạ. Bên đây là phòng giặt sấy. Tức là có phòng giặt sấy riêng nha. Có phòng giặt sấy riêng. Đó, bên đây. Rồi cái này là bàn giao của chú Tư luôn hả? Đúng rồi, bàn giao chú Tư luôn. Cái này thì thấy xịn hơn so với bên Metropole với lại Empire nha. Tại vì cái này nó sẽ có máy giặt với lại máy sấy riêng luôn mọi người. Ví dụ cái này là máy giặt, còn cái này là máy sấy riêng luôn, chứ không phải giống như bên Metropole thì không có máy sấy. Cho nên là phải chủ nhà nhận nhà là phải bổ sung thêm á anh Duy. Đây là còn phía bên đây là cái phòng của người giúp việc. Cũng có view khá là chill á Long. Đây là view hồ bơi. Wow. View hồ bơi chủng Olympic. Cái điểm này nè là chủ nhà làm luôn hả? Đúng rồi em, chủ nhà họ sẽ option vào cái này. Ok. Ủa nhưng mà cái này mục đích để lên làm gì ta? Nè, em biết mục đích để làm gì không? Giống như ví dụ đi dán tường đi. Dán tường nếu mà em dán xuống đây á, nhiều khi em quét nhà hay là quẹt chân á, em đá đây nè, nó bị thì dơ, nó sẽ không? Bị dơ. Cho nên là họ sẽ làm một cái miếng ốp ở đây để dễ lau chùi. Và nhà của mình lúc nào những cái khe này nó cũng sáng hết. Dán tường của chủ nhà em rất đẹp ha. Cái này phòng này chắc không phải của phòng của người giúp việc đâu, phòng này có thể mình làm phòng làm việc cũng được. Đúng rồi em, khả năng là mình làm một cái phòng làm việc cũng được. Dạ rồi, kể cả những cái công tắc này em thấy nè. Dạ. Nhìn nó rất là khác so với những cái dự án khác. Dạ rồi, dẫn em vào phòng ngủ đi anh. Ok, xin mời. Ba phòng ngủ đều nằm ở bên đây hết anh hả? Đúng rồi, ba phòng ngủ đều dùng bên đây. Và đặc biệt là ba phòng ngủ ở đây đều có ba toilet riêng trong phòng. Ba toilet riêng trong phòng. Đúng rồi. Dạ, ok. Wow. Phòng ngủ master trước đi hả? Phòng ngủ master đi. Như Lâm có thể thấy nè, đây là cái lối đi vào cái tủ để đồ, tủ quần áo và lối đi vào nhà vệ sinh. Trời. Bedroom. Thì mình có thể thấy cái sự hoành tráng của cái tủ quần áo ở dự án The River Thủ Thiêm. Quá đỉnh luôn hả? Không bao giờ mà một chiếc Rolex hoặc là một chiếc Patek Philippe của chủ nhà mà họ muốn giấu trong một cái chỗ nào hết và họ... Đúng rồi, làm tủ kính để thấy được đúng không? Giống như là khi mà họ bước vào đây á thì họ sẽ đi ngang những thành công của họ. Dạ. Hay ta. Đây đâu rồi? Đây thành công của công nhận ở bên đây làm hoàn thiện rất đẹp nha, tại vì thật ra cái căn lớn nhất ở Empire City anh, 4 phòng ngủ á. Cái tủ quần áo của master bedroom hơi nhỏ, nó không được rộng giống như vậy đâu. Đó. Còn qua bên đây thấy wow quá. Trời ơi, xuất sắc. Đỉnh cao thiệt, có luôn cả bàn trang điểm ở chỗ có này. Có bàn trang điểm. Cái là họ sẽ connect rất là hay và khoa học ở trong những cái căn này. Như em thấy nè, ở đây thì có sẽ bàn giao một tấm nằm lavabo đôi. Đúng rồi. Thường thì chắc chắn rồi, tất cả các cái master bedroom của mấy cái dự án xịn bây giờ đều phải lavabo đôi hết. Toilet thì sẽ có hệ thống tự động đúng không? Đúng rồi. Và xịt tự động kiểu chắc chắn rồi. Ok. Ủa, rồi từ đây đi vô phòng ngủ thì vô sao ta? Em bước ra ngoài lại và em quẹo bên tay trái là mình sẽ tới là phòng phải ra ngoài rồi. Lại ha. Đúng rồi. Ủa gì có một cái cửa đó nữa thì tiện hơn. Khách hàng thì thường thường người ta ở cái view cao của căn hộ thì người ta sẽ thích hơn. Nhưng mà cái view thấp nó cũng có một cái lợi thế của nó. Tại vì khi mà em ngủ dậy á là em ngồi trên giường em nhìn ra em sẽ đúng thấy công viên, thấy sông luôn. Yeah. Đó. Còn cái view nó cao quá thì mình mở cửa ra mình chỉ thấy cái trời thôi. Yeah. Đó, thì ở đây có một cái lợi thế như vậy và đặc biệt là công viên phía trước mình là công viên của nhà nước. Nhà nước họ sẽ làm công viên ở đây. Đây là phòng ngủ phụ. Thì như Long thấy là cũng có cái nhà vệ sinh riêng nè. Và cái tủ quần áo cũng giống như bên kia luôn. Xuất sắc. Xuất sắc ha. Rất là đẹp. Đúng rồi.
Ủa nhưng mà mấy căn 2 phòng ngủ hay 3 phòng ngủ là cái tủ quần áo nó có giống vậy không anh? À, nó sẽ nhỏ hơn em. Nhỏ hơn tí xíu hơn. Dạ. Cũng sẽ bàn giao tủ quần áo nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà cái phòng ngủ nhỏ mà cũng là cái kiểu tủ quần áo rất là xịn luôn ha. Rất xịn. Dạ. Nhưng mà bên căn đúng rồi, cái phòng bên này thì sẽ không có cái view. Không view. Nhưng mà có toilet riêng này có đúng toilet không? Riêng nè. Dạ. Toilet riêng. À, cũng khá là tinh tế. Dạ. Tại vì thường thường anh đi xem những cái chủ tư anh có bán dự án ngay từ thời điểm đầu á. Dạ. Thì anh có xem nhà mẫu. Dạ. Tuy nhiên thì cái bàn giao anh thật sự bất ngờ, tại vì nó sẽ xịn hơn cái nhà mẫu luôn. Dạ, dạ. Em thấy nè, nhà mẫu không có bàn giao cái chỗ này đâu, nó rất là xịn. Ê, cái này đỉnh quá vậy. Xịn ha. Xịn lắm. Ok. Toilet thì cũng là vòi xịt tự động này, nóng lạnh các kiểu ha. Dạ, đúng rồi. Chi tiết nhìn hấp dẫn ghê. Đây ví dụ như hồi nãy bên kia không nhìn thấy rõ nhưng mà cái vòi tắm mưa đúng bự luôn. Là những cái điểm nhìn cái hệ thống này. Dạ đúng rồi. Cái hệ thống này thì ở trong nhà mẫu á cũng không có xịn bằng. Dạ. Bàn giao thực tế thì nhìn nó rất là đẹp. Dạ. Hơi lùng tí xíu nha. Không sao đâu, điều chỉnh cao thấp được mà em. Ok. Rồi. Phòng ngủ còn lại. Cái này là một phòng ngủ còn lại đấy ha. Đây là một phòng ngủ còn lại của mình. Anh đính chính lại xíu nha. Ở đây dạ. Nó tới có 4 nhà vệ sinh lận. Dạ. Tại vì 3 phòng ngủ thì nó phòng ngủ đều có nhà vệ sinh. Đều có nhà vệ sinh. Dạ. Ở đây có 4 nhà vệ sinh và cái điểm đặc biệt cái phòng ngủ này á thì anh khá là thích, tại vì nó sẽ có, như anh nói hồi nãy á, là nó sẽ có luôn cả cái phần ban công. Mình mở ra là mình sẽ tới cái hồ bơi luôn. Vậy là vậy là cái phòng này là cái phòng dành cho tụi nhỏ nha mọi người. Rất là thích. Dành cho tụi nít. Còn cái phòng ở bên kia là của ba mẹ. Và tụi nít ở đây nó nhảy ra luôn. Ví dụ như là có cái ghế lùi ở đây ha. Xong rồi tối bật đèn hồ bơi rồi ly rượu vang chiêu nhìn qua bên kia là Bitexco nữa. Trời ơi. Ê, tính ra là em thích phòng ngủ này hơn phòng ngủ master nha. Anh cũng đang thích cái phòng ngủ này. Ok. Đây là một điểm nhấn. Dạ. Yeah. Mình vừa xem đó. Xong một cái căn Bovilla. Dạ. Thì căn này có diện tích là 286 m², dạ. Bao gồm 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Dạ. Căn này thì chị chủ đang rao bán với mức giá là 85 tỷ luôn, đã bao gồm tất cả toàn bộ nội thất rồi. Dạ, và dạ. Cũng đang có nhu cầu cho thuê luôn. Dạ. Cho thuê với mức giá là khoảng 12.000 đô một tháng. 12.000 đô một tháng, bao gồm gần như là cũng full nội thất. Bao gồm hết, đã bao gồm hết thì dạ. Nó chỉ còn thiếu cái tivi hoặc cái bàn ăn thôi. Dạ. Thì nếu mà đã có khách vào á, dạ. Khách mua thì chị sẽ option cái đó vào cho mình. Dạ dạ. Cảm ơn anh Duy rất là nhiều. Hôm nay dẫn Long cùng với mọi người đi tham quan một cái căn rất là đặc biệt đẹp ở The River Thủ Thiêm ha. Thì cũng chia sẻ với mọi người thực tế luôn là ngay từ lúc đầu là Long không có lên. Để kiểu giống như là cũng cố gắng giữ cái cảm xúc nó gọi là lần đầu để cho mọi người xem. Ok. Để cố gắng tự nhiên á. Hy vọng là mọi người thích cái video lần này. Thì anh chị, nếu như mà anh chị khách hàng có quan tâm, hoặc là kể cả các bạn môi giới ở trên thị trường Thủ Thiêm có khách hàng quan tâm đến cái căn này thì cũng liên hệ với tụi mình theo số hotline ở bên dưới ha. Thì theo như Long thấy đây cũng là một trong những cái căn mà bản thân nó đã đặc biệt rồi, đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy anh nói là có bao nhiêu căn ở trong dự án ta? Toàn bộ dự án thì chỉ có 12 căn Bovilla. Chỉ có 12 căn. Chỉ có 12 căn Bovilla. Và theo như anh được biết thì toàn bộ Thủ Thiêm này không có Bovilla. Đúng rồi, không có Bovilla, trừ penthouse của Empire City. Trừ penthouse ra thì nó sẽ có cái hồ bơi thôi, còn cái kể Bovilla thì Thủ Thiêm này hình như không có. Dạ đúng rồi. Với lại bên phân khu Cop Resident của Empire City cũng có cái duplex mà nó duplex có cái sân vườn. Cái, đúng rồi. Nó có một cái hồ bơi nhỏ riêng. Tuy nhiên là cái căn này nằm ở trên một cái tầm view quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Rất đẹp. Nên là cũng là một trong những cái gọi là gì, anh biết không? Di sản á. Một cái gọi là phiên bản giới hạn á em. Dạ, và di sản á. Em biết là thí dụ như có một số cái tầm view nó vĩnh viễn như view vậy nè. Dạ. Thì tất cả mọi thứ khi mà Thủ Thiêm nó đẹp lên đó, khoảng 5 tới 10 năm sau đó, thì không biết có bao nhiêu tiền để sở hữu được cái thầm view này hết. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn anh, một lần nữa cảm ơn anh Duy rất là nhiều ha. Hy vọng mọi người thích video lần này, nhớ subscribe kênh của tụi mình để có thể xem thêm nhiều video về căn hộ Thủ Thiêm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.